Người dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội, trong khi các hộ kinh doanh kiến nghị nới lỏng cách ly xã hội để công việc trở lại bình thường. Trong ngày cuối của đợt 2 thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân ra đường nhiều hơn, các tuyến đường, công viên đã bắt đầu đông đúc trở lại. Ghi nhận trên đường Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện chủ yếu là xe gắn máy di chuyển đông đúc ở cả hai chiều di chuyển. Tương tự trên quốc lộ 13, ở cả hai hướng di chuyển về ngã tư Bình Phước và bến xe miền Đông đều có lượng xe cộ rất lớn. Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại nhiều tuyến đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh như Phan Văn Trị, Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Để người dân không vào công viên tập thể dục, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã cho rào toàn bộ công viên Tầm Vu trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Tại đây chỉ có nhân viên vệ sinh hàng ngày làm công việc dọn dẹp trong công viên. Tại công viên Gia Định, quận Gò Vấp, mặc dù lực lượng dân quân bảo vệ dân phố thường xuyên nhắc nhở người dân ra về, tuy nhiên vẫn có khá đông người dân ra công viên tập thể dục và đi bộ. Ngày 20 tháng 4, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và kết thúc vào ngày 22 tháng 4. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Thủ tướng ban hành một chỉ thị mới với tinh thần mọi hoạt động phải có quy định an toàn phòng chống dịch. Nhiều người dân đề nghị tiếp tục cách ly xã hội đến cuối tháng. Một số người lại cho rằng nên dừng nhưng vẫn thực hiện các quy định phòng chống dịch. Thì theo mình thấy là mình nên là nới lỏng và tạm dừng cách ly ở đây. Thì theo như mình thấy đọc trên báo chí thì là khi không có ca xuất hiện trong xã hội trong thời gian gần đây nữa thì mình nghĩ là nó đã hết rồi, thì có lẽ nên thực hiện là tạm dừng cách ly xã hội. Còn về vấn đề về trường học thì mình cũng không biết là như thế nào, thì cái này cũng đợi bên Bộ Giáo dục thì họ sẽ giải quyết sau. Nếu như mà cứ tiếp tục cách ly thế này thì cái tình hình kinh tế và cái cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người kinh doanh như mình, thì nó bị y trệ và gần như là chậm hẳn lại. Nếu như mà cứ tiếp tục như thế này khoảng độ vài tuần nữa thì là nó thực sự rất là khó khăn và sẽ không có tiền chi tiêu đi sinh hoạt hàng ngày. Từ cái quốc dịch này thì nói chung là không làm không có tiền. Ở nhà thì tiền mặt bằng còn biết là cơm máu gạo tiền con cái học hành. Thế nên là nó cũng bí. Bây giờ cái dịch này nó cũng chưa dứt điểm hẳn. Nên sao cũng lên đeo khẩu trang và lên là cái ý thức của mình. Sao mình... Cũng tại cuộc họp chiều ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận tình hình có nhiều tiến triển tốt, cần phải nới lỏng một bước, nhưng vẫn phải kiểm soát đúng mức, tránh tư tưởng chủ quan, coi thường để dịch bệnh quay lại. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.